Tiếp nối sẽ là ghi nhận của bản tin An Viên 24 giờ về hành trình thiện nguyện của người con Phật tại các tỉnh thành trên cả nước. Ngày 27 tháng 9 tại Yên Bái, đoàn từ thiện Phật giáo tỉnh Bình Dương và Đồng Nai cùng các đơn vị trao 500 suất quà gồm hiện kim tới bà con địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tổng giá trị chuyến trao quà là 500 triệu đồng. Được biết, sau tỉnh Yên Bái, đoàn tiếp tục hành trình thiện nguyện tại tỉnh Lào Cai. Thực sự là rất xúc động trước cái tình cảm của nhân dân cả nước, trong đó có các tăng ni Phật tử hôm nay đến với lại người dân của Yên Bái chúng tôi, đặc biệt là đến với tặng những cái nơi mà bị thiệt hại và đã trao những cái suất quà với tấm lòng, với tình cảm của các tăng ni Phật tử đối với lại người dân mà bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 của tỉnh Yên Bái, thì cũng không biết nói gì hơn. Cũng xin thay mặt cho cử tri cũng như là nhân dân và những người dân bị ảnh hưởng, xin trân trọng cảm ơn tới các cơ quan tổ chức đơn vị và các tăng ni Phật tử. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, đoàn từ thiện do Ni sư Thích Nữ Huệ Thiện, Phó ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội, trưởng phân ban quản lý bảo trợ từ thiện xã hội Trung ương tặng 400 phần quà cho người dân tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Mỗi phần quà gồm tiền mặt, thuốc và nhu yếu phẩm với tổng kinh phí là hơn 400 triệu đồng. Qua đó, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trong khi đó, Hội từ thiện Chùa Tứ Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 773 phần quà là vật dụng thiết yếu, tiền mặt với tổng giá trị là 2 tỷ đồng cho bà con xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là món quà ý nghĩa hỗ trợ bà con vượt khó khăn sau bão. Vừa qua, Phong Bắc Phật tử dân tộc Trung ương kết hợp với các đơn vị trong 12 suất học bổng đến các học sinh, sinh viên đồng bào tại điểm trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Kinh phí tặng 40 triệu đồng, duy trì trong 3 quý, thuộc quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên đồng bào, có tổng kinh phí là 600 triệu đồng. Trước đó, đoàn Phong Bắc Phật tử dân tộc tỉnh Quảng Nam cũng trao 10 suất khuyến học cho học sinh đồng bào hiếu học tại huyện Nam Giang. Cùng thời gian này, đoàn tăng ni Phật tử tỉnh Quảng Trị và chùa Từ Ân thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, tặng 200 phần quà đến đồng bào bị thiên tai huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, đoàn tặng 20 hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại hai xã Yên Ninh và Yên Đỗ, mỗi hộ 10 triệu đồng. Tổng kinh phí chương trình là 300 triệu đồng.